kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bão số 6 đi qua đã làm ít nhất 1 người chết, 3 người mất tích, 39 người khác gặp nạn trên biển. Hiện 71 hồ chứa thủy điện tại miền Trung có nguy cơ mất an toàn cao. Bão để lại thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho các địa phương. Và theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đã có 753 nhà dân, nhất là ở các huyện ven biển bị tốc mái hư hỏng, 14 nhà bị sập, hơn 7.000 hecta lúa, mía và rau màu bị ngã đổ, 2.500 mét khối hệ thống bờ bao nuôi trồng thủy sản bị sạt vỡ, hơn 1.000 hecta nuôi ngao của người dân thuộc các xã ven biển có nguy cơ mất trắng. Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ trong ngày hôm nay, toàn khu vực Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa diện rộng, mưa vừa, mưa to tới rất to. Đặc biệt là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó tập trung chính ở vùng Nam Đồng Bằng và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100-150mm. Tuy nhiên thì mưa chỉ còn nhiều trong đêm nay, từ ngày mai thì vùng áp thấp tiếp tục bị đẩy sang phía Tây và sẽ không còn ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nữa. Nhưng mà đới gió Đông Nam dầu ẩm vẫn còn duy trì nên là các tỉnh thành phía Đông, đặc biệt là tại khu vực ven biển Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình thì vẫn sẽ là những nơi mà có lượng mưa vừa. Ngoài ra thì vùng Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình, Yên Bái cũng có khả năng xảy ra mưa vừa cho tới mưa to. Người dân tiếp tục cảnh giác với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sang ngày 10 tháng 8 thì đới gió Đông Nam tiếp tục suy yếu dần và mưa tiếp tục giảm thêm về lượng và thu hẹp về diện tại Bắc Bộ, chỉ còn những cơn mưa rào rải rác xuất hiện trong thời điểm đêm và sáng. Và phải sang tới ngày 11 tháng 8, tức là ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết nhìn chung mới tốt hẳn trở lại trên toàn khu vực miền Bắc. Ban ngày nắng xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất sẽ giữ ở mức là 34 độ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con trên khu vực khắc phục lại những hậu quả sau mưa bão. Ngày mai thì một số tỉnh thành thuộc khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ có khả năng trường gió đông với đông nam ẩm cũng phần nào tác động đến, gây mưa tăng lên trên diện rải rác trong ngày. Vâng, như vậy là 3 ngày tới thì hiện chưa có hình thế gây mưa diện rộng cho khu vực Trung Bộ, nên chủ yếu là ngày vẫn có nắng và chiều tối thì chỉ xảy ra mưa rông ở diện vài nơi với lượng không đáng kể, chưa ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thời tiết 3 ngày tới mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây sẽ không vượt quá 34 độ. Sang tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hai ngày tới thì thời tiết tại đây cũng tạm thời chưa chịu tác động của hình thế gây mưa lớn nào. Do đó, nhìn chung ngày vẫn có nắng, thuận lợi cho giao thương đi lại. Với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng 29-30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ trong khoảng 32-33 độ. Chiều tối thì gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên là mưa dông sẽ xuất hiện dưới diện rải rác và thường xảy ra trong khoảng là 19 giờ tối. Mưa chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây như là tại khu vực Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Và tới ngày Chủ nhật cuối tuần thì vùng nhiễu phía đông nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng, gây mưa tăng trên toàn khu vực và đặc biệt là tại các tỉnh thành khu vực ven biển như là tại khu vực Vũng Tàu và Cà Mau có thể sẽ đạt lượng mưa vừa, có nơi có mưa to, cần đề phòng sấm chớp và gió rất mạnh trong cơn dông. Tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thì nhìn chung trong 2 ngày tới sẽ có thời tiết tốt với tầm nhìn xa thoáng và mây dông chỉ gây mưa diện vài nơi vào chiều tối, gió không mạnh. Tuy nhiên thì nhiều khả năng từ ngày 11 trên khu vực giữa Biển Đông sẽ lại có gió xoáy và tiềm ẩn hình thành những vùng xoáy thấp gây thời tiết xấu trở lại. Ngư dân cần tiếp tục theo dõi chi tiết những bản tin thời tiết tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, còn tại khu vực phía nam của Biển Đông thì trong những ngày tới thịnh hành gió Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, mưa dông cũng chủ yếu tập trung ở khu vực giới hạn dưới 10 độ vĩ tuyến Nam. Tại vùng giao nhau giữa bờ biển, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và vùng phía nam của Biển Đông. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa thì thời tiết tốt, có mưa vài nơi với tầm nhìn thoáng. Lưu ý là từ ngày 11 thì gió Tây Nam cũng có biểu hiện mạnh dần lên, có lúc cấp 6. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.